Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ lập trình hình vuông và hình chữ nhật nha. Đây chính là tài khoản Scratch của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào một cái dự án mới. Đây, mình sẽ kích vào đây. Và đây. Đây chính là chú mèo mật định của cái lập trình Scratch này. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa nó đi nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào chọn nhân vật và mình sẽ chọn nhân vật Arrow 1 này. Mình sẽ kích vào nó và nó sẽ ra đây. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh kích thước của con Arrow 1 này thành 50. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình vuông trước nha. Đây, chúng ta sẽ vào đây. Và chúng ta sẽ dùng cái pen này. Và mình sẽ kích vào đây. Nó sẽ ra rất là nhiều cái pen luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào đây để lấy cái lệnh. Khi kích vào lá cờ xanh thì sẽ bắt đầu các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây lấy cái xóa bạn này, xóa bạn tất cả cái này luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn cái này nha các bạn. Cái này mình sẽ chuyển cho nó thành màu đỏ, biết nó sẽ nổi hơn. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này để chỉnh kích thước của cái nét viết của nó. Mình sẽ đặt cho nó là 5 cho nó to nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái up pen, pen up này nha. Và mình sẽ dùng cái câu thu xy rồi. Và chúng ta câu thu xy, câu thu x 0, câu thu y 0 luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ dùng cái point direction này để chỉ hướng của nó. Đây, mình cần phải là 90. Đây chính là một cái đồng hồ của mình. Và mình có thể chuyển cho nó hoặc đánh chữ vào đây nha các bạn. Mình sẽ đặt cho nó là 90. Và chúng ta sẽ dùng cái mình lại vào cái pen này. Và mình sẽ dùng cái trao pen. Và mình sẽ lên đây dùng cái move và cái xoay. Mình xoay cái chỗ này là xoay 90 độ nha. Và mình sẽ dùng cái repeat nha các bạn. Đây, đây chính là cái repeat của mình. Mình sẽ repeat cho nó là move 4 lần nha. Và bây giờ mình sẽ làm được, đã xong một cái hình vuông rồi nha các bạn. Và chúng ta cần phải chỉnh cái chạy của nó, chạy cái move step của nó chạy dài hơn. Và mình sẽ chỉnh cho nó là 100 nha các bạn. Ở đây mình đã có một hình vuông. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm hình chữ nhật. Chữ nhật cũng dễ thôi. Chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa. Nhưng mà cái chữ nhật này lại khác với hình vuông nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cái này các bạn đều nghĩ là
lần đúng không? Còn thật ra nó là 2 lần đấy. Và đây, bây giờ mình đã làm xong cả hình vuông cả hình chữ nhật rồi. Tôi chào các bạn nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và subscribe để mình ra nhiều video mới hơn nha.